Do ảnh hưởng của áp thấp và cơn bão số 2, từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 7, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhiều nơi có mưa lớn, nước dâng cao, gây lũ quét và sạt lở đất, làm thiệt hại một số tài sản của người dân, ảnh hưởng đến các tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi, sản xuất nông nghiệp và thị sản. Hiện chính quyền các địa phương đang khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, mưa lũ những ngày qua đã gây sạt tại 50 vị trí ta lưu dương, 3 vị trí ta lưu âm, nhiều điểm có đá lăn trên các tuyến quốc lộ 15, 16, 47, 217 thuộc huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Mường Lát. Đối với các tuyến đường tỉnh, có 54 vị trí ta lưu dương và 2 vị trí ta lưu âm bị sạt lở, song không gây ảnh hưởng nhiều đến giao thông, người và phương tiện vẫn có thể lưu thông qua lại bình thường. Ngoài ra, mưa lớn cuốn theo đất đá, làm hư hỏng hai nhà văn hóa, 19 nhà dân, cuốn trôi hai lều tạm, hơn 320 ha lúa bị ngập, nhiều diện tích ao bị tràn, lồng bè nuôi cá bị cuốn trôi. Trước tình hình trên, các địa phương đã tổ chức lực lượng trực tiếp xuống địa bàn cơ sở để chỉ đạo khắc phục hậu quả. Các huyện Quan Hóa, Mường Lát, Bá Thước đã chủ động sơ tán 51 hộ với 220 khẩu sinh sống trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của thiên tai đến nơi an toàn lực lượng chức năng đã tổ chức căng dây cảnh báo các điểm nguy hiểm bố trí lực lượng trực gác và hướng dẫn người dân tại các tuyến đường giao thông có nguy cơ sạt lở và ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết khi có mưa lũ đồng thời chỉ đạo các đoàn thể huy động lực lượng giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng mưa lũ tiến hành dọn dẹp tu sửa nhà bị hư hỏng hướng dẫn nhân dân khắc phục chăm sóc diện tích cây trồng bị hư hại khẩn trương thống kê tình hình thiệt hại và đề xuất nhu cầu hỗ trợ để sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra